chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889 sức khỏe là vàng dược thảo pls giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 189908319 princesslife.com học khu Huntington Beach Union High School District Đừng để buổi sáng trôi qua mà thiếu một ly ice coffee thơm ngon, bất cứ cỡ nào cũng chỉ 99 xu tại McDonald's. Phải ghé trước 11 giờ sáng tại tiệm McDonald's có tham gia. Duy Hiền và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần của Đài Lido Sài Gòn TV phát hình live trên hệ thống của đài băng tầng 56.10, 16.11 trên trang nhà Lido Sài Gòn TV.com và chúng tôi cũng sẽ chiếu lại trên YouTube và Facebook. Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 12 Tây tháng 2 năm 2023. Một lần nữa thì chúng tôi gửi lời chào đặc biệt đến quý vị nào đang theo dõi chương trình cũng như là em gửi lời chào đến chị Như Huyền. Công Lê Thái chào Lê Thái. Và hôm nay là chủ nhật Di Huyền kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình cà phê sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị ngày chủ nhật quá mau và tuần tới có chương gì gì đặc biệt Lê Thái? Tuần tới ha, tuần tới là một trong những cái cái đặc biệt mà là cái Lễ. nỗi khổ nỗi khổ cho tất cả các cánh đàn ông khi mà vào tuần sau. Phụ nữ nó với phụ nữ cũng phải cho quà nữa. đâu phụ có nữ phải là cánh quà. đàn ông không, chỉ phải nói cái ngày nào trước kính thưa quý vị ngày 14 tháng 14/2 quý vị. <laughs> nay là ngày 12 hai chứ còn hai ngày nữa thôi nó rơi vào yes. ngày thứ ba, thành ra là ngày Valentine. Giữa tuần, ha? Nên là rơi vào giữa tuần thì uh, nó nó chơi cho vui thôi. Valentine là một trong những ngày lễ gọi là những cái ngày lễ tình yêu, tình nhân dành cho những đôi lứa chẳng những là yêu nhau, đã yêu nhau hoặc là đang yêu nhau uh, vợ Ở, yêu chồng lâu chung, rồi. yêu lâu rồi, uh, có chục mặt con rồi thì <laughs> chúng ta vẫn có thể chúng ta uh, đón chờ chúng ta có thể mà gọi là làm sao ta? chúc mừng cái ngày lễ tình nhân đó bằng cách là chúng ta trao những cái món quà rất là dễ thương đắt giá có tượng trưng có ý nghĩa có cho những người mà chúng ta yêu thương nhất là những người đầu ấp tay gối của mình chị Như Huyền có tặng quà cho ai hay không? Ờ, hỏi câu đó hơi bị khó nha. <laughs> Tại tại vì Chơi hỏi trên sóng truyền hình cái là, hỏi trên sóng truyền hình cái khó trả lời đúng khó trả lời sợ, thì cứ, quý vị. sợ mất khán giả đúng rồi tôi từ quý vị à, <laughs> tại vì à, thường thường là chị em chúng tôi vẫn hay chọc nhau tới vấn đề về riêng tư về tình cảm này nọ thì à, mình nói cũng được không nói cũng sao à, muốn thổ lộ trên sóng truyền hình thì mình nói còn mình không thích nói thế đâu có ai cấm ở đâu nào đúng, đúng rồi dạ đúng. vâng nhưng mà đối với người đẹp của chị như Hiền thì nói về vấn đề cô đơn thì không bao giờ cô đơn và nói về vấn đề mà không nhận <laughs> quà không nhận hoa vào ngày Valentine thì hoàn toàn vô cùng vô lý và phi lý <laughs> chắc chắn phải có đúng không? Cái đó thì dĩ như có ai nhiều, cho thì lấy thôi. Có nhiều nhiều người cho. Ai cho lắm. thì lấy thôi. Ai cũng nhận đúng không? Ai cho cũng cho lấy hết. <laughs> dạ vâng kính thưa quý vị, à, như thường lệ thì trong chương trình cà phê sáng của tuần thì nhiều và Lê Thái vẫn tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin quen thuộc à, chung quanh chúng ta. À, mấy ngày vừa qua thì chị Như có nghe cái vụ mà Uh, kinh khí cầu của Trung Quốc nó bay vào cái yes. không phận của Hoa Kỳ chúng ta không? Uh -huh. Đây là một cái tin chấn động trong mấy ngày vừa qua. Uh -huh. Chẳng những là tin thế giới, thời sự, chiến sự, tin trong tuần, tin địa phương hay là tin ở nước Mỹ, hoa tin tất cả các quốc gia người ta đều đưa đến cái thông tin này. Uh -huh. Bởi vì đây là một trong những cái thông tin mà Lê Thái Thiết nghĩ rằng nó là, là một cái mối đe dọa cho nước Mỹ nếu như mà lỡ cái đó nó không phải là một cái kinh khí cầu nó là một cái cái gì đó mà nó tấn công vào Hoa Kỳ thì sao? Uh -huh bay qua rất là nhiều thời gian rất là lâu rồi mới bị bắn hàm đây là một trong những cái thiếu sót mà chúng ta thấy chính quyền hiện nay của tổng thống joe biden vẫn đang giải thích vẫn đang bào chữa cho vấn đề mà ông ra cái lệnh mà để mà bắn diệt cái cái kinh khí cầu này nó quá chậm đi ừ. khi mà tất cả mọi cái nó đã đều vỡ lẻ ra nó đã xảy ra rồi và kính thưa quý vị khí cầu từ trung quốc nó qua mỹ được cho là đi lạc À, theo cái giới chuyên gia của những nước khác hoặc là Trung Quốc người ta nói là đi lạc thôi nhưng mà thật sự là không phải đi lạc ừ. thưa quý vị đã bị bắn hạ hôm ngày 4 tháng 2 vừa qua khiến rất là nhiều người người ta đặt ra câu hỏi về cơ chế hoạt động của những cái kinh khí cầu này nó hoạt động như thế nào mà có thể nó đi vào không phận vào phía bên Bắc Mỹ và trên bầu trời của Alaska khi mà nó bay qua cái địa phận của Canada rồi nó lại trở lại vào Mỹ và quan chức Mỹ người ta không tiết lộ công khai về cái sự hiện diện của khí cầu này cho đến ngày 2 tháng 2 vừa qua và Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh bắn hạ khí cầu vào ngày 1 tháng 2, nhưng Lầu Năm Góc là khuyến nghị nên đợi đến khi mà có thể được thực hiện trên mặt nước để mà bảo đảm không gây thiệt hại về người cũng như là nguy hiểm về các mảnh vỡ của nó rơi xuống mặt đất. Vì vậy cho nên ngày 4 tháng 2 vừa qua thì tiêm kích Mỹ đã dùng tên lửa bắn hạ khí cầu Trung Quốc khi mà nó bay ở phía ngoài khơi của bờ biển miền Nam của Carolina và hoạt động của kinh khí cầu Trung Quốc thì nó tương đương với lại là nó to bằng 3 chiếc xe bus thưa quý vị và có thể hoạt động trên tầng bình lưu ở độ cao là 24.000 cho đến 36.500 m theo một cái nhà nghiên cứu tại trường đại học Minnesota từng làm việc với cơ quan NASA để mà hướng dẫn học viên sử dụng kinh khí cầu tầm cao và đây là một trong những cái kinh khí cầu mà quý vị thấy là của Trung Quốc vừa bị bắn hạ trong mấy ngày vừa qua và nó được thiết kế ra rõ ràng là có những cái trang bị tấm pin mặt trời và có những cái control để người điều khiển mà khi mà Trung Quốc người ta nói rằng là cái đây là một trong những cái kinh khí cầu mà nó bay lạc qua theo cái gió thành ra là không thể nào ở hmm. Trung Quốc control được nhưng mà vô cùng vô lý thưa quý vị bởi vì tất cả những cái động cơ của nó đều có thể chuyển đổi được và có thể điều khiển được chạy bằng thiết bị năng lượng nhưng vẫn điều khiển được thưa quý vị và đây là một trong những cái thông tin mà chúng ta nghĩ rằng trong mấy ngày vừa qua là một trong những cái vấn đề mà nên xem lại về cái không phận của Hoa Kỳ khi yeah. mà bị xâm 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 lấn như nguy vậy yeah. rất là nguy hiểm. Và sau cái thông tin này thì Lê Thái sẽ gửi đến quý vị những cái thông tin về tới những loại khí cầu nào quý vị nào chúng ta chưa tìm hiểu về khí cầu thì sẵn trong thông tin ngày hôm nay thì Lê Thái đưa đến quý vị. Và trên màn ảnh thì quý vị đang thấy cái khí cầu này là khí cầu của NASA thưa quý vị. Và chúng ta có thể là có ba loại khí cầu chính, một loại dùng lửa để đốt nóng trong không khí bên trong và tạo cái sức nâng của kinh khí cầu, loại dùng khí thuần túy thường là heli hoặc là hydro nhẹ hơn không khí và loại lai dùng để mà à, khí đốt khí nóng và có thêm một cái ngăn chứa heli hoặc là hydro ở trên cùng và giới chuyên gia người ta đã sử dụng cái kinh khí cầu suốt nhiều thập kỷ qua để mà tiến hành các nghiên cứu khoa học qua thời gian khả năng và độ tin cậy của khí cầu nó tăng lên đáng kể cũng như là cung cấp những cái giải pháp nghiên cứu khoa học và chi phí thấp với những cái thời gian mà bay dài hơn bay lâu hơn và hiện nay thì sau khi mà uh, những cái tiêu chuẩn truyền thống có thời gian bay của kinh khí cầu từ vài giờ thì hiện nay thì NASA đã sử dụng các uh, kinh khí cầu bay quanh các lục địa trên toàn thế giới và kéo dài có thể lên đến đến 100 ngày thưa quý vị và nó trúng hoàn toàn kính và điều áp để duy trì độ cao không đổi cả ngày lẫn đêm và nó bơm đầy khí phần khí cầu và thả với những cái kiện hàng treo lỡ lửng ở bên dưới và khi mà khí cầu này nó bay lên cao thì cái khí heli sẽ nở ra và lấp đầy phía bên trong cái khoang của những cái kinh khí cầu này và đây là trong những cái phép mà các nhà khoa học người ta muốn đo để người ta hoàn tất các trạm kiểm soát cũng như là điều khiển phát lệnh vô tuyến để mà tách các kiện hàng chứa các thiết bị ra khỏi khí cầu và có thể giải phóng năng lượng trên à, cũng là một trong những cái nguyên nhân để người ta có thể nghiên cứu những cái vấn đề bên trong cũng như là trên không gian mà đi qua tất cả các vùng biên giới cũng như là các tiểu bang uh, của nước mỹ khi mà các wow. nasa người ta có thể dùng kinh khí cầu để mà điều khiển cái hướng bay của nó wow. Cảm ơn Lê Thái. Thưa quý vị, bản tin ngày hôm nay như đưa cho quý vị cũng có thể là quý vị, quý vị đã nghe ở trên những đài buổi sáng của Cà Phê Sáng hoặc là tất cả ở trên báo news rất là nhiều về thuốc nhỏ mắt. Nhưng mà ngày hôm nay như cũng muốn đưa lại cho quý vị những khán giả mà trung thành với là Cà Phê Sáng của Nhi Huyền với Lê Thái để biết về thêm về cái tin này và những ai chưa biết thì biết thêm là không mua cái loại thuốc nhỏ mắt này nữa. Một số nước... ờ uh, nhỏ mắt nhân tạo là thuốc nhỏ mắt khô có liên quan đến điều tra là gây dẫn đến mất thị lực nhập viện và một số trường hợp đã bị tử vong. Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ đã đăng một đợt thu hồi tự nguyện của Global Pharma Healthcare bao gồm hai thương hiệu đó là Easy Care và Desmas Pharma. Thuốc nhỏ mắt này có thể là bị ô nhiễm. À, tên thương hiệu phổ biến nhất được báo cáo là Ezker được CDC khuyến cáo đây là một trong những thuốc nhỏ mắt ở đây thưa quý vị là cái thương hiệu của nó ở đây nè đó là như quý vị đã thấy là Ezker và thuốc nhỏ mắt nhân tạo này đã nghi ngờ là trong đó nó có chất làm cho bị mất thị lực và một số trường hợp đã thị, đã bị tử vong và triệu chứng của cái chất nhiễm trùng này bao gồm chảy dịch từ mắt vàng xanh lá cây hoặc là trong suốt đau mắt đỏ mắt mí mắt và có cảm giác như cái thứ gì đó trong mắt rất là khó chịu tăng độ nhạy cảm với ánh sáng và mờ mắt theo CDC nhiễm trùng mắt có thể rất là nghiêm trọng bạn nên tìm kiếm sự chăm sóc của y tế ngay lập tức việc thu hồi nước nhỏ mắt nhân tạo này hiện tại hiện tại ảnh hưởng đến các lô hàng trong thời gian sử dụng của cả hai thương hiệu và nếu có thắc mắc gì thì liên hệ với Ezicare sau theo số 1518738 hoặc là 7602 hoặc là Desma Pharma ở một trong những cái số 8668261309 nếu mà quý vị nào đang sử dụng cái loại thuốc mắt nhỏ mắt này và thấy khó chịu thì gọi cái hãng công ty này ở phía sau của những cái hộp thuốc này nó có cái số cái number số điện thoại thưa quý vị. Dạ vâng, cảm ơn chị Như Huyền và chúng ta nên để ý những cái loại của sản phẩm này để mà có thể uh, chúng ta né là tại vì nếu mà nó có ảnh hưởng đến cái thị lực thì chắc chắn là quý vị cũng phải để ý cái thông tin để mà chúng ta xem là chúng ta đang sử dụng cái loại nào để yeah. chúng ta né đúng không chị Như Huyền. Uh -huh. Dạ vâng và kính thưa quý vị bản tin vừa rồi kết thúc phần 1 cà phê sáng cuối tuần. Như Huyền và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo một số thông tin thương mại. Bảo trợ cho đại